Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các công trình xây dựng đang gấp rút hoàn thiện. Vậy thì làm như thế nào để lựa chọn được màu sơn ưng ý, chất lượng sơn tốt? Tất cả sẽ có trong mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay. Phần cuối của chương trình mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chính sách tín dụng hỗ trợ các hộ nghèo và các đối tượng khác, tấm lưới an sinh xã hội hiệu quả. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa có thông báo tìm nhà đầu tư cho dự án khu nhà ở Green City thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 935 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 8,92 ha, quy mô dân số khoảng 1.400 người. Thời hạn hoạt động của dự án trong 50 năm, thời hạn hoàn thành 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận, hạn nộp hồ sơ đăng ký đến 9 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2022. Theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng năm 2022, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt gần 149,5 nghìn doanh nghiệp, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2021. Trong số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 24% và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng hơn 48%. Doanh nghiệp thành lập mới ở khu vực dịch vụ chiếm phần lớn, đạt 74,7 nghìn doanh nghiệp, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm 2021. Có 15 ngân hàng vừa được nới room tín dụng với mức điều chỉnh cấp thêm từ 1-4%. Đây là lần đầu tiên ngân hàng nhà nước đồng loạt nới hạn mức tín dụng cho một số tổ chức tín dụng trong năm nay. Sacombank là ngân hàng được giao thêm hạn mức tín dụng cao nhất với 4%, Agribank 3,5%, HDBank 3,4%. Kiên định với mục tiêu trần tăng trưởng tín dụng cả năm của hệ thống quanh mức 14%, chủ trương của ngân hàng nhà nước là ưu tiên phân bổ cho các nhà băng có chỉ số hoạt động tốt, lành mạnh và hệ số an toàn cao. Agribank đang triển khai chương trình khuyến mại, vui chi tiêu, nhận nhiều tích lũy với ưu đãi hoàn tiền thông qua tích lũy tiền thưởng đối với các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng Lộc Việt, tỷ lệ tối đa 10% giao dịch. Theo đó, từ nay đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2023, khách hàng có thể hoàn tiền lên tới 3 triệu đồng trên tháng thông qua tích lũy tiền thưởng với tỷ lệ 10% trên giao dịch thanh toán, hoàn lại 900.000 đồng trên tháng với tỷ lệ 3% trên giao dịch, hoàn lại 300.000 đồng với tỷ lệ 0,5% giao dịch. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 1348 về việc tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu, bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Văn bản đề nghị Cục Quản lý Thị trường, các sở, ngành, đơn vị, thành viên thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm. Tính đến đầu tháng 9 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 195 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, 26 thương nhân phân phối, phục vụ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, bình quân khoảng 24,3 triệu lít trên tháng. Hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường. Hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất thép đồng loạt nâng giá từ 20.000 đồng tới 405.000 đồng trên tấn với các sản phẩm thép xây dựng, đưa giá thép lên khoảng 14,7 tới 15,6 triệu đồng trên tấn tùy loại. Như vậy, sau 15 đợt giảm giá liên tiếp từ giữa tháng 5 năm 2022 đến ngày 6 tháng 9, giá thép xây dựng đã có 2 đợt tăng liên tiếp sau cú trượt dài. Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong quý 4, bởi theo thông lệ, đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Điểm hiện tại, các ngôi nhà được xây dựng hẳn đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện. Nhiều người đã lên ý tưởng cho việc lựa chọn màu sơn, loại sơn cũng như là cách phối hợp sao cho hài hòa và tinh tế nhất. Bởi vì lớp sơn được ví như lớp áo, vừa giúp bảo vệ lại vừa tăng thêm tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Vậy làm sao để chúng ta có thể lựa chọn được màu sơn bền đẹp ưng ý? Mời quý vị cùng gặp gỡ anh Nguyễn Trung Kiên, người đã có hơn 10 năm kinh doanh sơn tại thành phố Hưng Yên để cùng tìm hiểu. Vâng, xin chào anh Nguyễn Trung Kiên. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, xin anh cho biết là thời điểm nào được coi là thích hợp nhất để tiến hành sơn nhà? Thời điểm thích hợp nhất để thi công sơn ấy, thì nó rơi vào từ tháng 8 đến tháng 11, không bị ẩm ướt như đầu năm hoặc là nó bị mưa rào nhiều như tháng 6, tháng 7. Khi vào chắt xong thì khoảng tầm từ 30 đến 45 ngày, nhìn thấy cái bức tường của mình nó trắng hẳn ra là có thể sơn được. Mình sơn quá sớm ấy, thì cái tường có những chỗ khô, có những chỗ ướt không được đồng nhất, những cái chỗ ẩm ướt ấy, bong chóc. Khi mà tường mà để lâu quá không sơn ấy, mưa lắng nó ngấm vào tường sẽ bị ải, nó không có độ bám chân, nó gây ra cái hiện tượng bong chóc phồng rộp. 1 mét vuông sơn ở trong nhà khi mình hoàn thiện lên thì nó sẽ dao động từ 50 đến 60 nghìn. Còn đối với ở hệ ngoài trời ấy, dao động khoảng tầm từ 60 đến 70 nghìn. Khi lựa chọn sơn thì người tiêu dùng cần quan tâm đến những tiêu chí gì vậy anh? Trước khi sơn là mình lên tìm hiểu thông số kỹ thuật của sơn để mình có lựa chọn đúng đắn nhất, độ bóng này, độ mịn, độ mờ nữa, các cái yếu tố bảo vệ sức khỏe
ở ngoài trời thì sẽ có chống tia UV và tự làm sạch kháng khuẩn. Phong cách của ngôi nhà sẽ quyết định tới cái màu sơn ở ngoại thất. Ví dụ những cái mẫu tân cổ điển rất nhiều hoa văn chi tiết thì lại ưa một màu để tất cả hoa văn chi tiết đấy nó nổi ra cũng như màu trắng sứ. Những nhà máy Thái, máy Nhật hoặc nhà phố thì sẽ lựa chọn từ 2 đến 3 màu là màu lền và màu chỉ. Màu chỉ sẽ nổi bật hơn màu lền, sẽ đậm hơn 1, 2, 3 đến 5 gam tùy theo cái thiết kế của chủ nhà. Những điều mà người tiêu dùng cần phải tránh khi tiến hành sơn nhà là gì vậy anh? Mình nên tránh những gam màu sắc nó quá rực rỡ hoặc là quá tối, tương phản nhau, màu đỏ hoặc là màu đen xì. Ở trên trần nhà mình không nên sơn màu quá đậm. Đối với tường ở trong nhà, mình không nên nhấn màu đậm nhiều quá so với những màu nhạt trung tính mát. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Trung Kiên rất nhiều ạ. Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị có thể lựa chọn được những màu sơn ưng ý, trang điểm cho ngôi nhà vừa ấm cúng vừa sang trọng. Chồng mất sớm, một mình nuôi hai con nhỏ, không có nhà để ở, 10 năm phải đi ở nhờ, ở tạm. Chị Phương không nghĩ có được như ngày hôm nay. Nhờ những nguồn vốn vay ưu đãi, mọi sự đã đổi thay. Năm 2016, với 25 triệu đồng từ nguồn vốn hộ nghèo về nhà ở, chị đã xây mới ngôi nhà trên mảnh đất nhỏ được bố mẹ cho. Năm 2018, chị tiếp tục vay 12 triệu đồng từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường để làm thêm các công trình phụ trợ. Rồi thêm 60 triệu đồng nuôi con ăn học từ nguồn vốn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, con trai lớn đã chuẩn bị ra trường, cuộc sống bắt đầu với bớt khó khăn. Gia đình đã thoát được nghèo khó, chị mạnh dạn đề xuất với tổ tiết kiệm và vay vốn Bình Xét cho vay 30 triệu đồng chương trình hộ mới thoát nghèo để đầu tư trồng nhãn, bưởi, chăn nuôi gà, tăng thu nhập phát triển kinh tế. Để được như ngày hôm nay thì tôi rất biết ơn tổ tiết kiệm thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa và bên Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kim Động đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi với 4 nguồn vốn để hỗ trợ về kinh tế và phát triển. Các con tôi là cũng được ăn học đàng hoàng ạ. Cũng từ những nguồn tín dụng ưu đãi đó mà con đường học hành của nhiều em học sinh đã vơi bớt khó khăn, nhất là trong đại dịch Covid-19. Rất may là Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã tạo điều kiện tối đa là cho gia đình vay là để mua được cái máy tính cho em với số tiền vay là 10 triệu. Trong 20 năm qua, với hơn 11.000 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 800.000 lượt khách hàng, các nguồn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tạo thêm tấm lưới an sinh xã hội hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những hình ảnh cho chúng ta thấy được những chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng khác đã mang lại những sự đổi thay tích cực cho rất nhiều gia đình, giúp cho con đường đi tới tương lai của họ vững vàng và tươi sáng hơn. Và đó chính là những ví dụ cụ thể cho kết quả triển khai tín dụng chính sách xã hội đã thực hiện trong 20 năm qua theo Nghị định số 78 của Chính phủ. Đây là điều rất quan trọng góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cho cuộc sống, hỗ trợ cho tương lai. Và đó cũng là nội dung của chuyên mục Chuyện từ phố Hiến hôm nay. Và xin được giới thiệu khách mời của chương trình, ông Vũ Hải Triều, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên ạ. Vâng, thưa ông, vậy thì 20 năm qua chúng ta đã triển khai những chương trình tín dụng chính sách xã hội nào dành cho đối tượng là người nghèo cũng như là các đối tượng khác ạ? Ngân hàng Chính sách Xã hội đang triển khai 13 chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh Yên, trong đó có 4 chương trình thực hiện theo cái nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi có các cái chương trình phù hợp với từng cái nhóm đối tượng, ví dụ hộ nghèo thì chúng tôi có cái chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và thoát nghèo tương ứng đối với các cái đối tượng đó. Chúng tôi có triển khai chương trình cho vay học sinh sinh viên để trang trải học tập, triển khai thêm cái chương trình cho vay để mua máy tính và thiết bị học trực tuyến. Ngoài ra chúng tôi có các cái chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã triển khai, hỗ trợ người thu nhập thấp mua nhà xã hội và sửa chữa xây mới nhà để ở, chương trình cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm và cái chương trình cho vay hỗ trợ cái cơ sở giáo dục ngoài công lập để tiếp tục duy trì và
hoạt động trở lại sau không biết. Thưa ông, là ông đánh giá như thế nào về liên quan giữa việc chúng ta triển khai những chương trình tín dụng chính sách xã hội như thế này với công tác an sinh xã hội ạ? Vâng, cái kết quả triển khai trong 20 năm qua đối với tín dụng chính sách xã hội thì đã khẳng định sự phù hợp của chủ trương về tín dụng chính sách xã hội của Đảng và Chính phủ đối với thực tiễn kinh tế xã hội. Vốn tín dụng chính sách thì đã được triển khai đến 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được cái nguồn vốn chính sách một cách thuận lợi và kịp thời. Nạn cho vay tín dụng đen được giảm xuống và cho cái người nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận được cái nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh và dần làm quen với cái vay ngân hàng và trả lãi ngân hàng và làm chủ được khả năng để làm sao nâng cao được cái thu nhập gia đình để đảm bảo cái an sinh xã hội và ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thưa ông, là khi mà chúng ta thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo này, rồi hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, thì cái điều quan trọng nhất chúng ta cần quan tâm đó là gì ạ? Thực ra thì đối với quá trình thực hiện triển khai tín dụng chính sách này thì cái quan trọng nhất vẫn là cái phương thức quản lý và cái mô hình quản trị. Qua thực tiễn đã chứng minh rằng là cái phương thức quản lý và mô hình quản trị là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. Nó đã huy động được cả cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào cái việc là giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Ở cấp tỉnh, cấp huyện thì có 3 đại diện hội đồng quản trị cấp tỉnh và cấp huyện. Chúng tôi thực hiện cho vay thông qua ủy thác đối với các tổ chức chính trị xã hội, bao gồm các tổ chức xã hội như tổ chức hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh và hội nông dân. Thì qua cái mạng lưới, hệ thống mạng lưới điểm giao dịch 161 xã phường thị trấn để chúng tôi đều có các điểm giao dịch và mạng lưới hệ thống các cái tổ tiết kiệm vay vốn. Do vậy là cái tín dụng chính sách đã được công khai hóa, minh bạch và được nhân dân cùng tham gia giám sát. Rất là cảm ơn những thông tin mà ông Vũ Hải Triều, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã vừa chia sẻ đến chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những con số ấn tượng sau 20 năm triển khai thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78 của Chính phủ. Từ hai chương trình nhận bàn giao ban đầu với dư nợ bàn giao là 183 tỷ 105 triệu đồng đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt hơn 11.000 tỷ đồng, phục vụ gần 800.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Dư nợ bình quân đạt 49,1 triệu đồng một khách hàng, giúp 105.000 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 33.000 lao động. Gần 2.500 người lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, giúp cho gần 65.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Hỗ trợ xây mới và cải tạo gần 417.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 2.800 ngôi nhà cho hộ nghèo. Thưa ông Triều, là chúng ta vừa theo dõi những con số ấn tượng về kết quả thực hiện sau 20 năm qua. Còn hiện nay thì chúng ta đang triển khai những chương trình tín dụng chính sách xã hội nào khác nữa ạ? Vâng, thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tập trung các nguồn lực và tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh Yên để làm sao mà giúp cho hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có điều kiện có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận vốn tín dụng chính sách, đảm bảo 100% các đối tượng được tiếp cận, và cũng tiếp tục là phối hợp với các sở ngành liên quan để tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh tập trung các nguồn lực cho ngân hàng chính sách xã hội, đặc biệt là ưu tiên bổ sung cái nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang ngân hàng chính sách xã hội để triển khai thực hiện tốt các cái chương trình chính sách tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Vâng, rất là cảm ơn những thông tin mà ông Vũ Hải Triều, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã mang đến chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong 20 năm qua, tín dụng chính sách xã hội là một công cụ tài chính đắc lực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nông thôn mới. Đây chính là tấm lưới an sinh hiệu quả để không ai bị bỏ lại phía sau. Và chương trình tạp chí Kinh tế Phố Hiến hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới,
Gốm đất Việt, gạch ngói không rêu mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.